sáng rồi đấy. Tại vì sao hôm nay em còn thức? Hay vì câu vu vơ khi người yêu nặng người buông cho nên em còn thức? Xóa mất relationship, chắc em đi. Vì thằng boyfriend deadline shit. Có lẽ em nên tìm anh. Vì dù đêm thì đêm, thì ở cao anh vẫn sáng đèn. No no, lặng nhìn qua dòng tin sao em buồn thế? No no no, định hỏi em vài câu mà thôi lại sợ. Sợ vì ta vốn dĩ chẳng quen, sợ reply em cũng chẳng thèm. Sợ rằng khi anh mơ lời, anh ngây ngô đợi, còn em cứ mãi chơi vời. Vẫn dõi theo em từng đêm, chỉ ngủ quên khi anh chợp mắt. Vẫn cứ online thật khuya, là người khi đèn em chợt tan. Giờ em đang ở chốn nào, tận lòng anh tựa thế nhau. Cứ coi là anh và em chỉ đang chơi trò chơi, em cho nên tìm em. Vẫn dõi theo.